Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách so sánh hai danh sách và đánh dấu sự khác nhau giữa hai danh sách. Giả sử đề bài của chúng ta có danh sách 1 và danh sách 2. Yêu cầu đề bài đặt ra là tìm các con vật trong danh sách 1 mà không xuất hiện trong danh sách 2 và ngược lại, tìm các con vật trong danh sách 2 không có trong danh sách 1 và đánh dấu các con vật đó. Để làm việc này, đầu tiên các bạn làm như sau. Các bạn đặt con trỏ chuột vào ô bất kỳ trong danh sách 1. Các bạn bấm Ctrl A. Sau đó các bạn đặt tên là danh sách 1 ở trong ô liêm box. Các bạn chọn là danh sách 1. Bấm Enter. Tương tự ở danh sách 2, các bạn cũng đặt con trỏ chuột trái tại ô bất kỳ của danh sách 2, sau đó bấm Ctrl A, hoặc là các bạn có thể bôi đen danh sách 2. Các bạn cũng đặt tên ở danh sách 2 ở lên box, sau đó bấm Enter. Như vậy chúng ta đã có hai danh sách 1 và danh sách 2. Bây giờ để biết xem có bao nhiêu con vật có trong danh sách 1 mà không xuất hiện trong danh sách 2, các bạn sử dụng hàm COUNT. COUNT danh sách 2. Các bạn chọn ô C4. Enter. Các bạn đặt con trỏ chuột trái tại ô công thức. Di con trỏ chuột tới ô, tới góc cuối cùng của ô. Các bạn bấm kích đúp chuột trái và các bạn có thể kéo xuống. Công thức này có nghĩa trong danh sách 2 có bao nhiêu con bò. Tại ô này thì trong danh sách 2 có bao nhiêu con chó? Thì ở đây trong danh sách 2 nó có một con chó này. Ở đây nó có không con chuột này, không con mèo, không con bò này. Thì những ô có kết quả trả về 0 chính là những ô mà trong danh sách 1, chính là những ô mà con vật có trong danh sách 1 nhưng mà không có trong danh sách 2. Bây giờ làm thế nào để đánh dấu được các cái ô này? Các bạn làm như sau. Các bạn chọn danh sách 1. Tại thẻ Home, các bạn chọn Condition Formatting. Chọn User. Chọn dòng điều kiện cuối cùng. Tại ô này các bạn có công thức COUNT danh sách 2 phải C4 bằng 0. Thì ô điều kiện này sẽ tìm cho chúng ta những con vật là trong danh sách 1 mà không có ở trong danh sách 2 thì nó sẽ trả về bằng 0. Thì ta sẽ sử dụng điều kiện. Các bạn chọn Format. Các bạn chọn thẻ Fill. Các bạn chọn chọn màu bất kỳ. Giả sử mình chọn màu xanh là cây. Ok. Tức là những ô nào mà trả về kết quả bằng 0 thì nó sẽ tô màu cho chúng ta là màu xanh. Các bạn chọn OK. Các bạn có thể thấy kết quả trả về cho chúng ta có 3 con vật trong danh sách 1 không có trong danh sách 2 đã được tô màu xanh, đúng tương ứng với cái ô điều kiện lúc đấy mình đặt ở đây đúng không? Bằng 0 này, các ô bằng 0 được tô màu hết này. Cái ô điều kiện này mình ngó ra để mình so sánh với kết quả này xem nó chạy đúng không thôi, để mình chỉ cho các bạn.
Còn thực ra thì các bạn lúc nằm thì các bạn không phải đánh ngô điều kiện này. Các bạn có thể sử dụng công thức đánh dấu đây luôn. Nếu bây giờ tương tự để tìm xem có những con vật nào trong danh sách 2 mà không có trong danh sách 1. Các bạn cũng chọn danh sách 2 này. Sau đó vào Condition Formatting này. Chọn New User. Chọn ô điều kiện cuối cùng. Ở đây thì các bạn gọi công thức như sau: cao x danh sách 1. Cái này thì các bạn chọn danh sách 1 nhé. Các bạn chọn ô F4 này. Bằng 0. Công thức này thì lại ngược lại, tức là tìm xem là những con vật nào trong danh sách 2 mà không có trong danh sách 1 thì nó trả về bằng 0. Mà khi trả về bằng 0 thì nó sẽ tô màu cho chúng ta. Giả sử chúng ta chọn màu xanh là cây. Rồi ok. Rồi các bạn cũng có thể thấy nó trả về cho 3 kết quả. Cái 3 con vật này không có trong danh sách 1 này. Cách làm này rất hay cho đối với những bài có dữ liệu lớn mà các bạn muốn tìm so sánh giữa hai danh sách khác nhau. Rồi video của mình đến đây xin hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ hãy nhấn nút like và nút đăng ký hoặc nút subscribe ở bên dưới video này để ủng hộ kênh của mình và theo dõi các video về thủ thuật Excel cũng như thủ thuật Word, thủ thuật máy tính. Xin cảm ơn các bạn.